Thưa quý vị, Đà Nẵng hiện có 15 chốt kiểm soát dịch đặt ở cửa ngõ ra vào thành phố, được các lực lượng chức năng giám sát chặt dòng người ra vào. Ngoài ra, còn có 24 đường sắt lối mở giáp ranh với các địa phương, chủ yếu tập trung ở huyện Hòa Vang. Tại đây, bên cạnh nỗ lực của công an địa phương trong tuần tra kiểm soát, thì người dân địa phương còn đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện và tố giác tình trạng người từ nơi khác né chốt kiểm dịch. Xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang tiếp giáp với tỉnh Quảng Nam. Bên cạnh đường đi nằm ở quốc lộ có đặt chốt kiểm soát dịch, nhiều người dân sống tại địa phương vẫn quan trọng các đường tắt để ra vào thành phố Đà Nẵng. Chẳng hạn như đường ở Nghĩa Trang này, mỗi ngày vẫn có các phương tiện chọn để di chuyển vì tiện lợi và tiết kiệm thời gian khi ra vào thành phố Đà Nẵng. Nếu mà có người khách lạ đi tới cái vùng này thì mình sẽ nhắc nhở họ là coi như đi đường chính, hoặc họ không đồng ý thì mình bố chính quyền địa phương họ tới họ làm việc. Huyện Hòa Vang có 21 đường tắt lối mở giáp ranh với tỉnh Quảng Nam được giao cho công an các xã trực tiếp quản lý. Đa phần các đường tắt này nằm rải rác ở nhiều xã vùng ven, xa khu dân cư. Chính vì vậy, vai trò của người dân địa phương trong việc phát hiện, tố giác và ngăn chặn tình trạng ra vào thành phố là rất quan trọng. Lực lượng công an xã cũng khuyến cáo và đề nghị người dân khi vừa phát hiện những cái trường hợp mà di chuyển vào thành phố mà cố tình trốn tránh không khai báo y tế thì liên lạc ngay cho công an xã để mà công an xã sẽ triển khai lực lượng và biện pháp phù hợp quản lý chặt chẽ, đảm bảo sau đó chúng ta không để lộn người mà ở vùng dịch, vùng có nguy cơ dịch để vào thành phố Đà Nẵng để làm sao cho thành phố của chúng ta giữ được cái tình hình nó ổn định. Siết chặt vòng ngoài, nới lỏng giãn cách bên trong là chiến lược phòng chống COVID-19 hiện nay đang được Đà Nẵng áp dụng. Chính vì vậy, ngoài việc kiểm soát phương tiện tại 15 chốt cửa ngõ, thì việc khóa chặt đường tắt lối mở cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc ngăn chặn dịch bệnh từ bên ngoài có thể xâm nhập vào thành phố. Công tác này rất cần sự ủng hộ và chung tay của người dân. Có như vậy, thì dịch bệnh COVID-19 mới sớm được đẩy lùi.